cùng yêu bạn gái năm 17 tuổi, quy nổi tiếng phong lưu với tình trường từ diễn viên đến hot girl. 5 năm sau yêu đương bí mật lại kết thúc bằng màn chia tay công khai. Hello em ổn tới hả? Thôi mà. Các mày giống Luka uh, cái thứ thiệt quá. Diễn bạn biết mệt hả? Ủa gì đó? Là sao vậy mọi người? Ceme nhanh chóng đám cưới khi tròn 18. 6 năm hôn nhân đổi lấy đoạn kết buồn. Ôn ào chia tay của Qiu và Linh K đã khiến netizen không ngừng bàn tán. Họ xôn xao vì cặp đôi trước vốn hẹn hò bí mật, nay chia tay thì bày đặt công khai. Câu chuyện càng thêm nhiều tranh luận hơn khi netizen soi ra Qiu và Cemexit có điểm chung, đó là đều cùng yêu bạn gái năm họ 17 tuổi. Chỉ khác là Qiu không có được cái kết trọn vẹn với ai, còn Cemexit ít ra đã có quãng thời gian nên duyên vợ chồng với xoài non. Được xem là chàng trai phong lưu nhất trong 365, Qiu tính đến nay đã trải qua 3 mối tình và mối tình nào cũng khiến cõi mạng phải dần dần. Hai trong ba mối tình đó của Qiu đều là bên các mỹ nhân khi họ còn rất trẻ. Đầu tiên phải kể tới Katy Nguyễn, nữ chính của nhiều bộ điện ảnh đình đám như Em chưa 18 hay Người vợ cuối cùng. Năm 2016, Quill và Katy Nguyễn vướng tin đồn yêu đương khi những tấm hình tình cảm úp úp mở mở của cặp đôi được chia sẻ trên Snapchat và Instagram. Mặc dù cả hai chưa từng công khai, cũng chỉ tự nhận là anh em, bạn bè tốt. Song với những gì mà cư dân mạng đánh hơi được thì họ mặc định rằng Quill và Katy Nguyễn đã có quãng thời gian bên nhau. Đến tháng 8 năm 2018, Quill và Katy được cho là đã đường ai nấy đi do không còn thấy tương tác thân thiết hay xuất hiện chung. So với Katy Nguyễn Mối tình với Linh Ca dài hơn khi Qiu bên cô tận 5 năm. Cũng giống như mối tình trước đó, cựu thành viên 365 đến bên Linh Ca năm cô tròn 17 tuổi. Cả hai cũng chưa từng thừa nhận mối quan hệ yêu đương hẹn hò. Tất cả chỉ nằm trong sự đồn đoán của cư dân mạng, dựa vào loạt hint mà họ soi được. Theo đó, vào năm 2019, Qiu và Linh Ca được cho là có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn khi bị soi cùng có mặt tại Singapore. Cặp đôi sau đó cũng rất hay xuất hiện cùng nhau, thậm chí khi dự khai trương nhà hàng của Trường Giang, còn bị đàn anh bóc ra là thích diễn giống Puka, Jin Tuấn Kiệt. Nhìn qua là biết Qiu và Linh Ca yêu đương, nhưng cặp đôi không chịu thừa nhận thì netizen cũng đành chịu. Chỉ tiếc là đến tháng 6 năm nay, hai người đường ai nấy đi. Linh Ca thông báo cặp đôi đã chia tay, dù trước đó không hề thừa nhận yêu đương. Cặp đôi bên nhau năm Linh Ca 17 tuổi, đến khi cô vừa tròn 22 thì chia tay. Đã không có đám cưới cổ tích nào diễn ra, giống như mối tình của Xoài Non và C. Mê -xít. Sở dĩ netizen kết nối Quill và C. Mê -xít là bởi cả hai anh đều từng cùng bên cô gái mình thương năm 17 tuổi. Nhưng không giống nam streamer đình đám, Quill trải qua hai mối tình 17 tuổi và đều kết thúc cả hai mà không có cái kết trọn vẹn. Trong khi đó, Xe mê quen biết xoài non từ sớm, chờ đợi tới ngày người yêu vừa đủ tuổi kết hôn là rất liền. Chuyện tình của xe mê và xoài non cũng trở thành ngôn tình trong mắt nhiều người. Có điều ngôn tình này không có được cái kết có hậu. Sau 6 năm yêu đương, 4 năm kết hôn, xoài non và xe mê rốt cuộc cũng đường ai nấy đi. Không rõ lý do cặp đôi chia tay, nhưng mọi người chỉ buồn khi cặp đôi bên nhau từ năm 17 tuổi đã không thể cùng đi tới cuối con đường. Lại nói về Q, ngoài hai mối tình 17 tuổi với Linh Ca và Katy Nguyễn thì anh còn từng yêu đương với Quỳnh Anh Xin. Năm 2015, Quỳnh Anh sinh khi đó 19 tuổi đã có mối quan hệ trên mức tình bạn với cựu thành viên 365. Quy còn từng bảo vệ Quỳnh Anh xin trong ồn ào với Bê Trần. Tưởng sẽ dài lâu nhưng ai ngờ cặp đôi cũng chia tay. Thậm chí còn phũ phàng hơn khi Qiu chia sẻ yêu Quỳnh Anh xin là sai lầm.